thì chú. Thì các bạn ơi, bảng này ngày xưa cũng là do mình vẽ, nhưng mà mình vẽ vui với đại đậu. Cảm ơn bạn nào đã dễ thương đã tặng cho chú một bé cuốn tên là Von. Này là chú cũng mới đi tiêm vaccine cho bé nè. À, bị gãy bể. Chú Sơn từng đi lính, thời điểm đó không may pháo rơi trúng hầm trú ẩn. Chú bị đất vùi lấp, sau đó lại được đồng đội cứu và đưa vào bệnh viện. Nhưng khi tỉnh dậy, chú không còn nghe và nói được nữa. Hiện tại chú đang ở cùng hai bé cuốn và hàng ngày đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Trên hành trình thu nạp nụ cười, một điều đặc biệt mà vẻ hạnh phúc cảm nhận được đó chính là tình yêu thương giữa con người và các bé cuốn bé mèo. Ông bà cô chú xem các bé như là đứa con của mình, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc nhau giữa sự tấp nập và ồn ào của Sài Gòn. Một hình ảnh mà mình rất muốn dùng sắc màu để lưu giữ lại và dành tặng cho các ông bà cô chú. Mọi người thường hỏi mình sử dụng màu gì để vẽ. Tùy vào từng chất liệu, như bảng hiệu thì mình hay vẽ trên format hoặc là alu. Mình sẽ sử dụng màu acrylic để bảng hiệu đó được bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Và màu mình đang dùng là acrylic của Color Kit. Trước giờ thì chắc nhiều người sẽ nghĩ Color Kit là sản phẩm dành cho các bạn nhỏ thôi đúng không? Nhưng thực ra thì Color Kit có nghĩa là bộ dụng cụ màu sắc. Cho nên là cũng rất là đa dạng sản phẩm để các bạn lớn sử dụng được luôn. Với 12 màu sắc và sự nhỏ gọn nữa thì quá hợp lý để mình mang theo và dùng ngay khi có bảng hiệu cần bảo hành luôn nha. Còn đối với các bức tranh vẽ trên giấy thì ngoài màu nước, mình cũng ưu tiên sử dụng các màu như là Art Marker mới của Color Kit, màu mực đa dạng lên màu rực rỡ, mịn và rất là sắc nét, lại còn vừa nhanh nữa, thiết kế thân tam giác cũng khá là dễ cầm nữa nè. Màu Art Marker thì được đựng trong hộp, có quay cầm nên khá là tiện lợi cho mình mang đi. Ngoài ra thì có hai đầu bút giúp mình linh hoạt trong việc vẽ các mảng lớn hoặc là những chi tiết nhỏ xíu như vậy luôn. Mình đã vẽ xong rồi đây. Và bây giờ cùng mình đi thu nạp nụ cười của chú Sơ và các bé cuốn nha. Mình sẽ dùng các sticker được tặng trong hộp màu này để trang trí cho khung tranh xinh hơn nha. Để xem được phần quà này hay nhiều phần quà giá trị khác như là MacBook thì các bạn có thể tìm mua sản phẩm trên hệ thống nhà sách toàn quốc hoặc mua online trên kênh của Thiên Long nha. Vẽ bức tranh tặng chú. Bé Bon thì lại quên mất kính rồi. Giờ bé kiến nhau nha. Hiểu không? Những lúc như thế này thì những cái bộ màu nhỏ gọn như Color Kit thì rất là tiện nha. Mình sẽ mua hết cho chú một lốc này. Hy vọng là ngày mai chú số nha, chứ bữa giờ bị chó cắn là bị phóng vô hoài.